Cuộc chiến chống COVID-19 còn tiếp diễn, song Việt Nam có thể kiêu hãnh và tự hào vì đằng sau những lực lượng tuyến đầu là cả người nhân dân của cả nước cùng đồng lòng và chung sức chống dịch. Cảm phục trước những thành tựu trong phòng ngừa, kiểm soát, điều trị COVID-19, bác sĩ Lê Hoàng Tú, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã viết bài thơ Lặng thầm ngành y tặng cho các đồng nghiệp của mình. Chúng tôi xin trích đọc một khổ thơ trong bài thơ này ạ. Ôi những ngày dài thật quá đỗi gian lao, nhưng cũng không thiếu vinh quang và hạnh phúc. Anh không biết bao nhiêu là nước mắt cùng tiếng cười vang khi bạn bè anh giữ được bệnh nhân trước lưỡi hái của tử thần. Vâng, quả là những vần thơ rất là cảm động, chia sẻ những tư duy, những suy nghĩ của người thầy thuốc. Và chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến đây một nhân vật rất là đặc biệt. Chị là một trong những nghệ sĩ đã tích cực lan tỏa cái tinh thần đoàn kết chống dịch thông qua hoạt động nghệ thuật của mình. Xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Thái Thùy Linh. Thái Thùy Linh xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin chào anh. Xin hỏi Thái Thùy Linh một câu là qua những gì mà các y bác sĩ và đội ngũ thầy thuốc đã thể hiện trong thời gian chống dịch vừa rồi thì chị nghĩ thế nào về y đức của các bác sĩ, các thầy thuốc Việt Nam? Trong nhiều năm qua thì Thái Thùy Linh đã có rất là nhiều dịp được đến với nhiều cái bệnh viện, từ những cái bệnh viện trung ương cho đến những cái bệnh viện vùng sâu vùng xa trên cả nước. Và Linh không nghi ngờ gì về y đức của các thầy thuốc, các y bác sĩ. Tuy nhiên thì trong cái đợt dịch Covid vừa rồi thì hơn lúc nào hết, y đức của các y bác sĩ đã được tỏa sáng và đã được cái sự ghi nhận, cái sự biết ơn rất là lớn từ cộng đồng. Mặc dù là các y bác sĩ, các nhân viên y tế đã phát ngôn rất ít, đã bày tỏ rất là ít, thế nhưng mà tất cả những cái sự hy sinh, những cái cống hiến thầm lặng đó thì đều đã được cộng đồng ghi nhận. Và trong tất cả các cái bài viết của Thái Thùy Linh ở trên mạng xã hội cũng như khi trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông thì Linh luôn dùng một cái từ để khi mà nhắc đến những người bác sĩ, y sĩ, đó là những chiến sĩ. Bởi vì thực sự là trong cái đại dịch Covid này thì mỗi một người, một người trong ngành y nói chung và các y bác sĩ nói riêng thì đối với Thái Thùy Linh đều là một chiến sĩ áo trắng và là những người thực sự rất là đáng được tôn vinh, đáng được nhận cái sự biết ơn của nhân dân. Đây là con gái của Linh, là bạn Thái An, học sinh ở trường Marie Curie, Hà Nội. Và ca khúc ngày hôm nay mà Linh muốn mời Thái An đến đây để hát cùng với mẹ, bởi vì cái bài hát này là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu, bài hát Ông Bà Anh, nhưng đã được thầy giáo hiệu trưởng của trường của con đã chế tác và đã viết một cái phiên bản Ông Bà Anh thời Covid. Mà cái bài hát này thì ban đầu thầy đã viết từ cái sự lo lắng, từ cái tình thương yêu và trách nhiệm với các con học sinh. Và qua cái, vì là Linh cũng là phụ huynh, cũng có mặt ở trong cái group của phụ huynh cho nên mới được biết đến cái ca khúc này. Và sau đó thì Linh rất là cảm phục, rất là cảm xúc, có nhiều cảm xúc với cái lời mà thầy Khang đã viết, cho nên là Linh đã chắp bút viết thêm đoạn 2, đoạn 3 để trở thành một cái bài hát hoàn chỉnh. Và rất là hạnh phúc khi mà cái bài hát này đã nhanh chóng được các bạn nhỏ, rất là nhiều các bạn nhỏ cũng như là bố mẹ đã thuộc. Bởi vì khi mà cái ca khúc này được hát lên thì mọi người sẽ thấy là rất là nhiều những cái quy tắc chống dịch cơ bản đều đã xuất hiện trong ca khúc này.